chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đi nhẹ, đi học đi. Đây, bỏ. Đi đây, đi học ngu như bỏ. Đầu bò chọc ngu như bò. Tí chú cầm gậy chú bỏ nhé. Nhé. Tí đọc sai xong chú bỏ nhé. Đúng rồi, đọc sai là đánh thôi. Biết chữ là đánh. Nó đọc sai đánh cho nó cái. Nhé. Được không? Đâu. Bật điện lên. Không. Mình học ấy. Không, mình học thế à? Học nói mà, đúng rồi. Thôi. Bật điện lên. Bạn kia chỉ khi nào đọc cái đấy, đọc viết ra giấy. Không đọc, đọc vẹt. Bố kia mà đi. Đọc sai. Đây rồi mày đã mày đâu ấy. Rồi. Học đi. Mày tìm gì đây? Hả? À. Lên học nhanh lên. Tao phô bố kia này mày. Cầm nghe gậy quật tôi cái. Học thì dốt. Cứ ăn. Được. Cầm cái gậy quật kia mõm. Ai là ai. Quật nó phát. Nhanh mày kinh. Mày nói con lên. Đây. Chẳng có mày. Thằng này mày ra châu ra bò à? Học đi. Tí đừng. Tí ra học bài xong chú mua xúc xích cho. Nhanh đi. Mua một túi luôn. Vậy là mình ra tô màu xong các bạn ạ. Tí đừng này đứa nào khóc rồi. Đi khóc với ai khóc. Đi bu nhẹ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn ạ. Tí bú nhẹ, ôi dồi, lớn đâu khóc. Không được. Tí đưa tí chú mang cái cần cầu về nhé. Chú mang đi bán lấy tiền mua xúc xích cho kia. Ok để... không? Đâu. Ok luôn. Về. Ok gì? Chú lấy đặt được. Hay chú lấy cái điện thoại này chú mang đi bán nhé. Không. Chú mang đặt xuống đi bán luôn. Mang điện thoại này rồi. Mang điện thoại này mà. Đó không phải điện thoại chú lấy đâu. Điện thoại đang quay mà. Đây không phải. Điện thoại quay mà. Học đi, ra thì được à? Mày ăn mày học mày chết mày ăn. Học cái mẹ đi. Học đi. Không cho bạn gái à, cho bạn ấy nhìn gì. Xuống điểm đi. Ăn hết mẹ là gặp cho. Có bữa có sống nè đây cũng được rồi. Sống nè lông rong như chú công rồi. Cái ra nhiều phân nữa đây. Ta đang làm ít video quá này, chưa được chỉ tiêu. Ra thì ta có 28 giờ cái điện bài này. Nó quay cả lên thì lại cho. Không thể mua cái gì được. Mua 5 cái luôn ăn nó mới chích đã mồm. Chú lấy cần cầu bán cho mua anh mình nhé. Địch mẹ tem đầy mỡ sờ vào đây. Dẻo. Te thì te bút kích. Đi đây. Hôm qua vui gần. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu các bạn hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hôm qua vui không?